Alo, chào mừng tất cả các bạn quay lại channel của mình, channel Vui Tạc Jimmy của mình. Đấy, ok, thì buổi sáng hôm nay là một buổi sáng đầu tuần này, đầu tuần thứ hai rồi, cho nên chắc là các bạn cũng đi học hành hết rồi đúng không? Mình thì bây giờ mình sẽ làm clip, quay clip. Coi như bây giờ hôm nay là thứ hai, chính xác giờ là 7 giờ hơn, 7 giờ hơn một chút xíu xíu thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay clip test một cái con tướng ở trong con tướng này ở trong băng rau đen, một thành viên trong băng rau đen. Rồi, đây. Tên bên Jimmy của chúng ta như đã biết là Van Auge gì đó. Đó, vang một cái súng, một anh niên xạ thủ mà phải nói bắn súng rất là ghê. Trong phim là bắn từ xa, khoảng cách rất là xa một con chim hải âu, mà thậm chí là khi con chim nó rớt xuống là anh ấy còn biết được cả con chim nó chết hay chưa nữa là hiểu rồi. Thì các bạn biết tại sao anh ấy làm được điều đó không? Đơn giản thôi, thì bắn con chim rớt xuống rồi nhấc điện thoại alo lên hỏi chim chết chưa thì biết là chưa. Rồi, hình dạng khá là nhỏ thôi, nhỏ con thôi. Và một cái súng này mình thấy nó giống cái gì á, này cái bán súng thì rất là giống cái súng, nhưng mà cái nòng súng thì lại giống cái gì, cái này giống cái loa phát thanh thôi đó. Rồi, trên mắt là một cái kiến, chắc là để quan sát rõ thôi hay là để làm màu không biết. Cái nón thì khá giống một cái hình cái lưỡi rìu. Rồi, anh này khá là dị, thành viên trong băng rau đen thì tên nào cũng dị cả, cho nên giờ mình sẽ test xem thử coi anh ấy skill thế nào, cầm súng mà không biết bắn thế nào. Rồi, rồi phó bạn 101 con Hidden, con người dơi Batman. Rồi, mình sẽ khiêu chiến với Batman. Quá, chưa tới nó nữa hả? Rồi, chưa tới thì mình sẽ đánh những con Bill nhảy nhép này trước. Cho ba đầu nè bạn ơi, cho ba đầu có nghĩa là có ba cái đầu. Rồi, rồi hôm nay mình mang theo cho một chính, nó còn quanh Uge và ba quốc nọ để ra có nọ cho nó nhanh. Rồi, dìm biêu vậy, có cả con gấu là thế nào. Vậy đi em, đây là web bggriver.cn, nick của một bạn trên Facebook mình mới mượn, tên là gì mình quên mất rồi. Rồi, vô, tí nữa mình sẽ sau cái tên bạn ấy sau. Ui da, xoay cái súng bắn hàng ngang phía sau. Không biết hàng ngang, hình như hàng ngang rồi gây choáng. Ui, thằng này, hai tên này bị choáng luôn rồi. Sao mình tuyệt chiêu khá giống hoodie đấy nhỉ. Rồi, chiêu nọ là gì đây? Rồi, chả có gì ho hết, xoay cái súng bắn thế thôi. Anh này thích xoay súng nhỉ? Anh thích xoay không? Chứ chán phèo ấy, xoay thôi chứ chả làm gì được, chả bơ gì. Rồi, tiếp theo là màn xoay súng. Rồi, chết, khá mạnh. Mình chưa có mang đồ gì hết mà đã mạnh như rồi. Ủa, hình như có mang đồ thì phải. Rồi, đúng rồi, có mang. Hình như thanh niên đánh bằng vũ khí các bạn ơi. Mình thấy hệ số này nó nổi trội nè. Rồi, mình sẽ tiếp tục quan sát kỹ càng lại từ kia rồi, cái này hàng ngang bắn được ba đứa luôn nè. Rồi, tiếp theo màn xoay súng. Rồi, ủa, đúng rồi, đánh hàng ngang cái có thể xác suất khiến mục tiêu bị choáng. Rồi, mình đã làm được một đứa bị choáng. Rồi, chiêu nọ thì cũng xoay súng thôi, nhưng mà bắn ra cái nòng súng của mẹ nó to hơn. Ủa, bắn mà giật người luôn. Rồi, mình cứ tưởng là những thanh niên xạ thủ nó ghê gớm đó. Giống như nhân vật chính của chúng ta, nếu mà chọn xạ thủ là nó bắn là những cái viên quả tiện của nó là cực kỳ ghê gớm luôn. Vậy mà cái thằng Van Auge này nó tệ hại quá. Rồi, ủa, vậy là bắn mục tiêu phía sau địch. Đúng là như mình dự đoán, đánh ra mục tiêu phía sau. Em chích điện tao đúng không? Mình nhớ em chích điện ngay chưa? Rá, bùm. Rồi, bắn xác. Ui, nhưng mà chính này chém đẹp dữ, chém chưa laser luôn. Đúng là những cái tên như băng rau đen thì chả có tên nào hay ho. Ngay cả thậm chí rau đen mà còn đi buôn bán da chai là hiểu rồi. Thế thì thua. Ui, mạnh dữ thiệt, mang đồ vô mạnh vãi. Ôi, mình giờ mình mới cảm thấy trong cái không gian rùng rợn zombie thế này mà anh ấy mặc cái đồ này giống ác quỷ Dracula các bạn ơi. Mày có con bắn xác liền thì súng khá là mạnh, súng khá là dài, khá là mạnh và cũng khá là xấu. Rồi, vô anh nhân này cứ để mình xử cho bỏ chết luôn. Rồi bay ra này, bắt trợn mắt cái chết queo luôn. Thôi mà vậy mà mình cứ tưởng trận hình mình thua, ai giờ thắng quá dễ dàng. Dạ, vô đi. Sao em chú lào. Ui, xoay súng mình cũng chả biết nó xoay bằng cách nào nữa. Ui, con gấu này ghê quá, gấu tay sắt hay sao, tay đen xì ấy, làm than quá sao vậy. Lào hả? Ui, đánh được con đứa, chiêu nổ đánh được con đứa phía sau, nhưng mà chắc là sức mạnh nó sẽ tăng. Ui, nhân vật chính coi. Ui à, con gấu nó ghê, nó đã chiêu động đất gì dưới đất, nó nhô lên một tia sáng. Ui, ghê quá. Ui, Van Auge này nó thiệt chả gì hay ho.
À, để mình xem coi cái bạn bên Facebook bạn ấy tên gì đó chứ. Ok, các bạn Facebook đó tên là Ngô Văn Ngốc. Tên là Ngô Văn Ngốc, bạn ấy cho mượn mình mượn cái nick này. Còn rồi river.sn cấp 131. Tiếng Tây tiếng Tàu rồi có thêm số 1 nữa nè. Đó. Rồi, bạn này cũng có kêu mình test cái con nhiều con lắm rồi cho LTV. Mà giờ mình mới có dịp cho bạn LTV đây. Rồi giờ mình sẽ đánh với con chó ba đầu. Giờ mình tất nhiên mình sẽ tháo đồ ra. Mình sẽ tháo đồ này ra. Để cho nó yếu bớt đi, chúng ta sẽ xem được skill của con chó ba đầu thiệt là lâu nha. Vô em, chó ba đầu mà ba cái đầu của em có làm gì được không? Người ta một đầu cắn dại là đủ điên rồi, anh này ba cái, có cả số 82. Wow, chiêu gì thế? Khe hơi ra cái bể cửa sổ người ta, vỡ cửa sổ này người ta hết. Ui, chiêu gì mà lợi hại? Ui trời khủng khiếp. Lèo lèo rồi em. Ui giời, phao đẹp thế, phao đẹp mà không xin về nó hết. Rồi chiêu nọ của chó ba đầu sẽ là gì đây, chúng ta sẽ theo dõi. Ui ui à, cũng cũng là khè thôi, đúng mấy cái con này, nó có một chiêu làm tới. Ôi tại sao hai con này lè lưỡi mà con này không lè lưỡi? Ui, chắc hai con này bị ngu người lè lưỡi nên cắn cắn lưỡi cắn lưỡi, còn con này nó khôn nó không lè lưỡi nó cắn. Ui ghê thiệt á, con chó ba đầu này nó lão bạn ơi. Mà tại sao hai cái này màu đen mà sao cái đuôi đều là màu vàng hết, trong khi có một cái màu vàng thôi đúng không? Cái vòng xích thì nó xích xích kiểu gì đây? Ui rồi ui ui rồi rồi ui, thì đang chó ba đầu này có tuyệt chiêu là phá cửa sổ, dòng họ với râu trắng anh em nhà ta đi đi cùng nhau đi 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 đập vỡ cửa sổ nhà người ta. Sao em, sao em chó hả? Chó là phải về địa ngục thôi mày, canh cổng địa ngục thì phải về địa ngục thôi, canh cổng địa ngục đi, canh canh rồi chết bánh xác, bye bye. Em đã được về cổng địa ngục. À chặt vai. Mà máy chơi đây mày điên hả? Chưa bật cái kia sao? Yeah. Vậy đây, nhiệm vụ tiếp theo là gì đây? Rồi mình sẽ tiếp tục chiến thêm vài trận rồi mình sẽ nghĩ là ok rồi. À, Vanuge này cũng chả có gì lạ. Skill cũng chả có gì đẹp. Bởi vì mình ghét ghét cái băng râu đen lắm. Nó vừa láo léo mà nó vừa xấu xí vậy. Tên nào cũng dị hợm á. Rồi chỉ là những thanh niên cũ thôi. Mấy thằng này sao mà răng nó mọc lên tới miệng, răng mọc tới 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 tới, tới đây luôn ghê. Rồi anh này làm gì đây? Ui ui ui, mình quên mang đồ mất tiêu rồi, coi coi nó hoàn thành rồi nè trời. Ui chưa đi mà cũng hoàn thành, quay cái game bá đạo. Để mình mang đồ lại cho nó rồi chứ. Ủa cái đồ nào ta đây còn mang đồ lại cho nó này đã, không nó yếu quá sao chơi. Rồi vô nè, bên server này bá đạo quá, chưa chưa đi mà cũng hoàn thành được nữa. Vậy em sao em? Rồi quất cái chết tươi luôn, mạnh khủng khiếp. À, nhân vật chính của chúng ta là có một cái kiếm samurai rất là đẹp và có một đôi cánh nó phát sáng. Đôi cánh này giúp cô ấy phát sáng trong đêm tối, không có tối thui, trong đêm tối thì nó phát sáng thì thấy đường đi thôi chứ chả ích lợi gì đâu đó, chả gì nữa, có cả kêu cũng ken nữa. Ui tuyệt vời. Wow, mình thấy bộ thời trang này khá đẹp đó chứ, giống như nữ sinh Nhật Bản á, đúng rồi, rất là giống Nhật Bản. Ui phê đấy, đẹp đấy, đẹp đấy. Vô nè, sao em, sao em? À, nói về thằng xã thủ Vanoge này thật sự cũng không có gì hay ho cả, trong phim thì nó ghê gớm thôi chứ ngoài đời thì ăn thua gì, cái súng này thì làm được cái gì. Gặp băng san tóc đỏ là nín ngay, nín ngay, băng râu đen chả là cái gì. Yeah. Mà thằng này có giác quỷ không các bạn thằng này nó có giác quỷ nào không mà sao nó trong phim nó ghê gớm vậy? Ui bà này bà chơi dung nham núi lửa luôn à, dung nham núi lửa hả mày, chết banh xác liền. Chơi mà chơi dung nham, chơi mà chơi đánh không chơi dung nham. Sao em, sao em, sao em? Rồi em làm gì anh? Ui anh lấy đầu mình, anh tự lấy đầu mình, anh hy sinh cái đầu mình, anh lấy đầu anh quăng người ta rồi không biết sao mọc lại cái đầu lẻ không biết. Anh là siêu nhân rồi, anh nhanh quá mà. Ui bạn gấu luôn. Dạ rồi đánh phía sau, đánh được con đứa thôi. Ủa sao vẫn đánh được ba đứa, có gì đó nó sai sai, chắc là đánh mục tiêu ở đây, tính ở đây thì phải. Hai anh gấu tay 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 thang này tính làm gì, không những tay thang mà cái tay cũng là tay thang luôn, đen xì rồi. Mặt mày thì khá là ngu người, giống như con chuồn hôi á, này là con chuồn hôi hay con chân gấu gì. Rồi để cứ để Van Auge xử gió, trong trận hình này Van Auge làm chùm, mang đồ mạnh nhất cũng chỉ có Van Auge thôi.
van Âu ghe là chắc dòng họ với van xe máy, van xe đạp đó hả? Úi giời ơi, băng đầu đen này đàn nó đứa dĩ hợm thôi, dòng họ cũng không ra gì, van van xe máy, van xe xe, xe đạp. Rồi 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 bành xác cho tao. Úi giời, ông này ông chơi con này nó chơi nguyên thiên thạch như trời luôn, thảm họa tới nơi rồi. À, không gian này thật sự rất là ghê gớm bạn ơi, mình thấy rất là ghê, thầy ma rồi, chất chứa rất là nhiều. Rồi còn còn đứa cuối mình sẽ chiến luôn được cái bình gì đây không biết, cho em bắn xét ra mà màn xay súng hình như chỉ được 90 độ thôi, nếu bạn để ý kỹ thì chỉ được 90 độ thôi, chả được 180 độ nữa, thì nó xoay ra 90 độ rồi nó bắn thôi, để xem chiêu nổ xoay được bao nhiêu độ nè. Sao ui cũng chỉ là 90 độ thôi, ui dùng nham nữa, thiên thạch rồi, sao dùng bill mà lắm thiên thạch vậy. Ui thanh niên này mặc khố nữa nè, trước khi chết anh cũng được mặc một cái khố. Ai có cả đầu bếp nữa, con đầu bếp này chắc cũng không nghe lời mình đâu, kêu nấu mì mình ăn mà không bao giờ nấu, chắc như zombie nó còn lì hơn nữa, đập son đập nồi, đập son đập nồi hả em. Rồi bánh xác xong quýt rồi ok, rồi ta mình cũng kết thúc clip đây thôi. À, clip sáng nay test thằng là Van Auge, một thanh niên trong băng đầu đen với biệt tài gọi xạ thủ rồi. À, thì trong băng đầu đen mình cũng test được hình như ba đứa rồi, đầu đen là một, giờ Van Auge này là hai, với một thằng là Sealer hoàng kiếm sĩ. Đây cũng còn vài đứa mà mình chưa test cho nên từ từ mình cũng sẽ test, nhưng mà mình nghĩ chắc trong băng rau đen chả thằng nào hay ho. Trước tới giờ mình chỉ thấy được Sealer đẹp đấy, kiếm sĩ có cái kiếm đẹp với lại phao cũng đẹp nữa. Rồi ok, mình cũng kết thúc clip đây thôi, mong là các bạn đừng quên like share subscribe cái kênh, cũng như đặc biệt là click vô quảng cáo ủng hộ mình thiệt là nhiều nha. Rồi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, tạm biệt các bạn.